Ok, và xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Game Action. Thì tiếp tục series Confit and Grow thì tôi rất là vui mừng khi đã tìm thấy con cá vàng rồi. Đây, một con cá Nemo, con cá Blue, Bibos, Mongo, Taisuke, nhiều quá, Teotaka, Nilin, Barracuda, Swordfish, Goliath, Drey, Hammerhead, Zebra, Tiger Shark. Mà mẹ con cá to thế. Borowok và Great White, cá mập trắng. Hy vọng là bây giờ tôi sẽ test con này cho anh em xem. Thì mục tiêu là hôm nay, video hôm nay là tôi sẽ cho anh em xem huyền thoại của biển cả. Huyền thoại biển cả, cá mập trắng. Thì trước tiên là chúng ta cày tiền bằng con cá vàng đã. Ok, let's go. Ui bà mẹ con kia to thế. Con cá vàng ăn gì không? 200 đồng à? Mục tiêu là 200 đồng. Chúng ta cứ bêm đến khi nào chúng ta chết thì thôi. Con ôi không phải xấu ơi. Cắn em ơi. À cắn như cắn có trẻ con cắn thế này thì đấy, cá vàng mày ăn rất là ghê luôn. 24 đồng rồi, cố lên em mê. Anh chỉ cần ăn đi ăn rau dưa thôi. À, em đã lên cấp rồi. Rồi mẹ bà mẹ lên 0.17 rồi. Chỉ cần ăn rau dưa là có thể lên cấp rồi. Rau dừa rồi. Những cái con cá to anh em ạ, con cá to thì nó sẽ nuốt luôn con chuột phải, nó sẽ nuốt luôn cái con cá bé luôn, chứ không cần phải nhai như này, mất rất là mất thời gian luôn. Ủa bà mẹ có con sao biển kìa, đưa ra cái chích con sao biển. Nemo à, bắt được lợn. Sao biển, biên xả. Ủa ông sao biển ăn được nhiều hơn. Đúng quá. Chúc cụ đây. Tôi đang cắn con nào đấy. Tôi cắn một con gì đấy. Ui hút phát, ui. Con này hút được. Đúng quá. Con nên chơi luôn cá vàng không nhỉ. Thôi, mình biết con này là chơi con ấy nên thôi, tôi đã chơi nốt cái này rồi, tôi nghỉ thôi. Nghỉ sang con cá mập trắng. Rồi, 229 đồng rồi. Đây chúng ta sẽ sang con cá này nhá. Ok. Đây, huyền thoại biển xanh, cá mập. Gì đây, nội tại là gì? Gì đây? Ai biết, tí nó vào sẽ hiện. Tôi lười lắm. Úi dồi ôi, thì tôi nè. Biến hình. Úi dồi ôi, em đẹp quá em ơi, huyền thoại biển xanh. Rồi đi, pháp thôi. Cắn phát chết luôn. Bá đạo này con đéo chơi được nữa. À anh em muốn tôi chơi con gì thì anh em hãy comment ngay bên dưới nhá. Thì tôi không biết mà tôi chơi theo yêu cầu anh em. Anh em muốn tôi chơi con gì, ví dụ là anh ơi chơi con cá kiếm đi, anh ơi chơi con cá mập đầu búa đi, anh ơi chơi con chó đi để anh tôi sẽ chơi. Mà không có chó cho mày. Úi dồi ôi, cá mập biển xanh, cá mập biển sâu, siêu nhân cá mập. À, con này là cá mập biển sâu rồi anh em ạ. Hàm cá mập, siêu nhân xanh. Để tôi sẽ hút cá cho anh em xem vào đây, tôi hút cá bé luôn này. Cá mập biển sâu, siêu nhân vàng, siêu nhân xanh. À, siêu nhân xanh giới thiệu như nào anh ấy, quên mẹ rồi. Bậu phụ mày. Cái gì cơ? Vào đây bố láo ạ. Con lợn này. Thôi đi này, đi này. Vào đất của cái. Trời ơi, thịt nhiều quá em ơi. To vách cả cứt. Cút có mẹ luôn con cá vàng vào thế nào. Cút được con này không? Trời ơi. Cút được bạn. Tôi là quái vật đại dương rồi, chơi con này làm gì chán quá. To vách cứt. Thôi anh em hãy cảm nhận sự bá đạo con này nhé. Wow. Bibos to thế. Con lợn sữa. Con lợn của con này có đít nó to thế. Đít nó to của mình không? Nhưng mà đây em này.
kỳ quái mới rồi không cùng cái gì có điều kiện đặc biệt. Ui nó giúp cả nước, giúp cả nước anh em ơi, kinh vãi cả đái. À, xuống sâu rồi. Ôi thịt này không bỏ hình răng. Gì đấy? Mẹ mày, con mẹ mày, thằng bố mày, chết đi! Tuyệt chủng. Đây, rồi, rồi. Con này con cả mới anh em ạ. Úi xôi ôi. Bá chủ đại dương, bá chủ tay nhanh thế em ơi. Tôi đi làm bá chủ công lý rồi. Tôi đi tiêu diệt những con... Thôi rồi đấy, như kiểu con này này. Ui, chỗ này toàn cái vật đột biến thế. Quái vật đột biến. Quái vật đột biến. Thằng bố mày sao mày to bằng tao thế? Mày là cá cùi mà to bằng tao thế. To bằng tao. Nhụt. Nếu có cá bập bắn laser này. Trời ơi, gì ạ? Oh yeah, vào bụng hết, vào bụng hết đấy. Cái này hơi lâu thôi, cũng mang lên đây cho nó lên. Cả lệnh. Nó quấy nước thế này, ngư dân chắc chết. Ui, tôi hút luôn các con cá khác vào anh em ạ. Tôi hút con mẹ luôn các con cá khác vào mà không cần ăn, không cần nhai nhé. Bữa ấy chứ, có cho mày một cá voi không đấy. Hút tim bắn chút. Ui, sao mày to bằng tao vậy? Mày Nhơn Bố lão ở mày mẹ vẫn cố ăn một miếng à. Này xuống xe nào, không biết đâu. Cả kiếm à. Mở bộ anh hết em. Ôi sao, sao mình bị trừ 19 máu nhở? Chắc cả kiếm là kiểu nó có kiếm ấy. Mình hút nó đau bụng luôn. Chơi con này hơi chán thì nhưng mà bá đạo quá rồi. Em ơi con mẹ con B-Boss kinh thế. Anh em nhìn thấy con B-Boss không? Lần trước tôi chơi mẹ tôi tưởng thế là to nhất rồi, hóa ra con này là to hơn. B-Boss ạ, tán sát đúng không ạ? B-Boss này hai ba cắm chết mẹ luôn. Có nhiều đuối. Ôi mẹ chết, sao lát máy quá. Ôi vãi cả đời. Nó như bố đời vậy. Để tôi hút còn đéo cũng được cơ. Level 116 mẹ. Bơi chậm quá anh em ơi. Cái gì này nó bé dở. Cụ mày vào đây luôn đi. Tôi là sinh viên của mình. Giao cá mập. Ôi to quá trời cũng chán má ơi. Tôi thấy nó mới mặc mấy cháu này thì rồi. Tôi chơi con khác. Cái con này to quá. Cái mồm này nó nhóc này. Anh em mẹ yêu cầu tôi chơi con đỉa thì phải ở kích. Như vậy. To vậy. Zoom vào màn hình. Đậu phụ, anh em thấy zoom màn hình không? To quá. Vỡ mở mắt là thì đó là mày giả chết à? Fake à? To thế này thì đánh kéo gì. Ngư dân nào bắt được con này chắc trúng số cả năm. Ui con mẹ rán à. Solo luôn rồi cháu rán đi rồi. Solo mẹ mày thịt rán kinh vãi cứt. Lê vám rồi đi rán bổ cũng ngờ bổ thế. Anh em làm vài con rán ăn chơi nhỉ. Cãi nhau vào đây hai gia đình ngũ cột cãi nhau. Ok vậy là chúng ta đã có bá đạo khi 3000 tiền các mẹ. Ui dồi ôi con đi boss một đèn gấp này. Bố láo á. Ok vậy là có bá đạo rồi. Đây cũng cho anh em chơi nữa. Có một biển sâu. Kinh vãi cứt. Ok. Thì chúng ta chuyển con khác. Con này đáng quá. Tôi chuyển con khác, con này bị phân rã luôn này. Thử thách. Ui vãi cả lệnh.
đây thì em mê. Thì đánh nguyên chất đây em mê. Mê đi. Thử thách cá hề. Mà tôi chưa thử cá từ loại cá một và tôi bây giờ tôi giàu vậy. 40 tiền đánh đó. Con cá hề này hơi khó ăn tí. Đi đâu em? Đi đâu em? Đập đầu đá rồi. To quá ốc hổ, mà cá bé quá ốc hổ. Aaaaaa! It's my fear, it's my meat. Bút đi em, bút. Bút đi. Mẹ mày bút đi. Thì đi ôm được rồi. Ôi, bọn nó đáo lại cái gì. Bà mẹ bây giờ phải tiêu hóa. Goldfish. Nuốt cho em, nuốt luôn cho em. Ok, thôi rồi. Qua. Ông chia xây ông gì có loại này cho cái. Cái của con cá kia anh em. Cái gì cơ? Kinh vãi được chút. Có phải rùa. Con cá cho ai khổng lồ vậy? Tập cho mày tập khủng lồ anh em. Lôi lên trên. Miếng thịt của mình. Mày đéo gì vậy? Bắt con mẹ kẹt cho mày rồi má ơi. Má ơi. À mình ra rồi. Nemo is the best. Nemo. Kinh bãi cứt, kinh bãi cả lành. Huyền thoại biển xanh. Ui. Kinh bãi cả cứt. Tôi hiểu tại sao mà lý do mà cá to này rồi. Cá đéo nó cũng to được như thế này thì đánh đéo gì. Không đối thủ, không đối thoát. Từ đấy là tôi đéo cắn con nào mà tôi toàn đi ăn hôi. Bơi chậm quá. Con cua kia. Thế lúc tao móc mày rồi. Bánh ra. Móc cua. Không bằng con kia nhỉ. Thằng đau phết. Nhiều Nemo. Solo Nemo. Trông thế. Chết em. Ui. Vãi cả cứt. Ok. Thì trải nghiệm huyền thoại đại dương và huyền thoại biển xanh và nỗi nhục của biển xanh đã kết thúc. Để ủng hộ mình làm tiếp cái series Fish and Grow này thì các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký nhá. Thì để tạo ủng hộ, để tạo động lực cho tôi làm tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Ôi con cua nó chìm kìa.